Khoảng 4 năm trở lại đây, các hãng ô tô Trung Quốc bắt đầu được nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến nhờ mức giá khá rẻ, ngoại hình sao chép từ các mẫu xe sang và trang bị nhiều tính năng. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 8 ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc đạt 572 chiếc, xếp thứ 3 sau Thái Lan và Indonesia. Số xe nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm tới gần 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng. Một giảm giá tới gần 100 triệu Hiện, trên thị trường những thương hiệu xe Trung Quốc phổ biến tại Việt Nam là Zotai với mẫu xe Z8L và BAIC với mẫu Q7, X55, BG40. Những mẫu này có kiểu dáng thiết kế gần giống với những hãng xe sang nổi tiếng thế giới như Porsche, Maserati, Lexus, BMW, Audi hay Mercedes-Benz. Trong khi mẫu xe của các thương hiệu nổi tiếng có giá bán lên tới vài tỷ đồng thì mức giá lăn bánh các mẫu xe Trung Quốc trên dưới 700 triệu. Theo khảo sát từ tháng 8 cho đến nay các hãng và đại lý ô tô Trung Quốc tại Việt Nam liên tục đưa ra mức giá giảm lên đến gần 100 triệu đồng chiếc và kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi. Đơn cử, Toyota Z8L phiên bản 7 chỗ giảm mạnh từ 758 triệu đồng còn 668 triệu, BAIC X55 giảm từ 550 triệu xuống còn 488 triệu, BAIC Q7 giảm còn 498 triệu, Reliance V7 còn 718 triệu các mẫu xe của hãng Đông Phanh vẫn giữ nguyên giá niêm yết nhưng kèm theo một số ưu đãi như nếu mua theo nhóm sẽ được giảm 50% phí trước bạ tương đương khoảng 30 triệu Hai khó thuyết phục khách mua với các hãng ô tô Trung Quốc mặc dù có thiết kế mẫu mã khá đẹp mắt nhiều trang bị hiện đại nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam vẫn còn băn khoăn về chất lượng cũng như yếu tố an toàn Anh Trịnh Long cầu Giấy Hà Nội từng có ý định mua xe Zotye Z8L nhưng sau một thời gian tìm hiểu tham khảo ý kiến anh đã quyết định không mua mẫu xe này Xe khá đẹp, giá lại rẻ nhưng vì nguồn gốc xe chưa được kiểm chứng nhiều về chất lượng cũng như độ an toàn nên tôi cũng lo. Anh chia sẻ, cũng giống anh Long, ông Lương Quốc, quận Bình Thạnh. Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông đã đến xem các mẫu ô tô được giới thiệu nhưng khi tìm hiểu lại thấy nhiều ý kiến phản hồi về chất lượng không mấy khả quan như tốn xăng, cách âm kém, giảm sóc hơi cứng. Nên ông bỏ luôn ý định mua. Theo ông, người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưu tiên chọn mua xe của thương hiệu Nhật, Mỹ, Hàn hơn anh Tiến Dũng, chuyên tìm hiểu và đánh giá ô tô, cho biết điều này một phần vì định kiến về chất lượng sản phẩm của hàng xuất xứ Trung Quốc. Theo vị chuyên gia này, từ khoảng năm 2016 đến nay chất lượng xe Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam khá ổn và không thua kém nhiều so với các hãng khác. Phần bảo dưỡng xe cũng không quá tốn kém và dễ dàng hơn so với trước đây. Trao đổi với anh Trần Ngọc Phúc, giám đốc kinh doanh công ty dịch vụ xuất nhập khẩu sự tòng, chuyên nhập khẩu và phân phối xe ô tô dòng phen của Trung Quốc tại Việt Nam thừa nhận việc thuyết phục khách hàng việt nam tin tưởng vào ô tô trung quốc vẫn còn gặp nhiều khó khăn một khách hàng khi đến trải nghiệm xe cảm thấy rất ưng ý về mẫu mã chất lượng nhưng khi nghe lời khuyên từ bạn bè người thân lại từ bỏ ý định mua anh cho biết anh phúc hy vọng kế hoạch nâng cấp mở rộng hệ thống sản xuất phân phối và bảo dưỡng tới đây sẽ tạo tâm lý tin tưởng hơn cho khách hàng tại việt nam xe cộ